Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocho Go Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng với đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa dân Trung Hoa. Ở tập trước thì mình đã dùng một cái chính sách ngoại giao mà mình đã thâu tóm được hầu hết Trung Quốc luôn rồi, đồng minh và chư hầu của mình. Bây giờ chúng ta chỉ có kẻ thù rất lớn, đó là thằng Tào Tháo thôi. Đấy, chủ yếu là Tào Tháo thôi. Thì mình cứ để nó đánh nhau đây với mấy thằng chư hầu của mình, các lỗ chư hầu của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là có một cái giải pháp. Nó chiến tranh với Tào Tháo chưa nhỉ? Rồi. Như vậy là mình có thể thuyết phục thằng Tư Lưu Bị để đánh nhau với Tào Tháo nhỉ? Con lợn này nó nhiều lương thực thế. Chúng ta yêu cầu nó đánh nhau với thằng Giặc Khăn Vàng, chắc là nó chịu thôi. Về căn bản Giặc Khăn Vàng thì thằng nào cũng chịu. Vì thiên hạ đa kế mà chiến. Lại khai thành bộ công ba. Bạn hữu bie lai wu yang. À, chúng ta vẫn đang làm ăn với thằng này. Hân rong xinh zai xiang jian. Thằng Lưu Tông. Wo deng jie qing lai zu xia. Kêu gọi Lưu Tông để vũ trang. Nói chung thì bất kể thằng nào mình giải pháp và mình chọn nó Giặc Khăn Vàng chắc là nó cũng chịu thôi, bởi vì hầu hết là Giặc Khăn Vàng chả thằng nào ưa cả. Thằng này Wo deng jie qing lai zu xia. Chiến tranh Viên Hy chọn đi. Wo deng bi jing qi xin kang di, jian jue fen zhan. Tuyên chiến giữa Lưu Bị và thằng này. Rồi thằng Lưu Tông, thằng này nó sẽ chiến tranh với cả người anh em của nó đây rồi. Chúng ta cần chúng nó phải thần phục chúng ta. Thằng Lưu Tông này thì nó chưa thân lắm. Tăng điểm ngoại giao với Lưu Tông. Đúng rồi. Lôi kéo chúng nó vào mấy cái cuộc chiến tào lao này cho chết chúng nó đi. Mình đang phát triển khu vực bên này thì nhiều hơn đúng không? Sóc Phương, Tây Hà, Nhạn Môn. Thôi, qua lượt này chắc không có việc gì làm thì mình sẽ qua lượt đã. Bởi vì chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh nhau. Chúng ta sẽ không giải thể chiếm vào Trường An được, có Thiên Tử ở đó. Bây giờ thì đánh chiếm Vũ Đô nữa, xong rồi mình sẽ... Thằng này nó liên tục đòi công nhận tính hợp pháp của nó. Không được đâu. Mình mà công nhận tính hợp pháp của nó là mình mất một nguồn thu đấy. Tuyên chiến giữa thằng này nó cũng thằng Tôn Quyền nó cũng đánh nhau rồi. Hoa Dung, Công Tôn Tục. Nó học rồi. Học sang cái nhánh này. Phải lên đây đã. Thằng này cần các skill hỗ trợ này cho anh em này. Công Tôn Tục khá mạnh. Triệu Vân của mình bị mất vũ khí rồi.
Đây mới là vũ khí của Triệu Vân này. Ấy, rồi. Hai thằng này nó đều có cái thương giống nhau thế. Nó tăng cả đam cả chuyên môn này. Chuyên môn của thằng tả tì thượng bát này lại thấp quá. Nó có cái món này vào thì tuyệt rồi. Đam nó cũng được. Dù sao thì đi cùng với mà mình cũng phải đánh một cái trận mà sử dụng bạch mã cái tòng xem nó như thế nào chứ nhỉ. Ai chả biết là trận này chắc chắn thắng rồi, nhưng mà mình muốn xem bạch mã cái tòng nó như thế nào. Đi cùng với công tôn toản mà lại không có bạch mã nghĩa tòng thì ai cần gọi gì công tôn toản. Sư chú hữu minh, khoai chạy, khoai chạy, khoai chạy, khoai chạy, vâng, khoai chạy, khoai chạy. Bạn ơi, vì tôi xin chung đại trị, thượng bát, phận lý một bộ bạc. Sư chế tự yu sinh mệnh, yế đại lại tử vong. Zhe jiu shi tiên đạo. Vâng. Mình thấy thằng quân sư rất là quan trọng, nếu mà nó cấp cao ấy thì xe bắn đá bắn cực lâu luôn. Nó tăng tự chữ tên và đạn. Mình nhớ cái chiến dịch Lưu Bị của mình, thằng quân sư của mình nó bắn hết trận rồi còn chưa hết đạn pháo, mặc dù nó có cả quân huyết viện, bắn thế nó mới thấm. Rồi, mình thực ra trận này thì nó chắc chắn là chúng ta thắng rồi, nhưng mà xem cái đội tả tì, cái đội bạch mã nghĩa tòng nó như thế nào. Chứ còn đây, chúng ta cho quân triển khai trên này, trời đang mưa thì phải. Quân của chúng ta chưa hồi hoàn toàn, nhất định là quân đội của xem cái đội bạch mã nghĩa tòng nó bắn 250, bắn xa vãi lúa nhở. Mình không nhầm là có một cái cung hỗ trợ cho bọn này, cả là cái quân sư đấy của mình. Lần sau thì mình sẽ phải sử dụng cái hỗ trợ đấy để nó boost riêng cho bọn bạch mã nghĩa tòng này. Quân sư thì đứng ở đây. Công tôn toản có bạch mã nghĩa tòng hỗ trợ thế thì thôi xong. Ôi sao cái vùng này âm u thế. Xem bọn bạch mã nghĩa tòng này đẹp trai không. Đây là đội lính đắt nhất của mình mà. Cũng được, cũng đẹp trai.
Rồi, nó có cả đội hình Chagabonus. Bắt đầu là bắn tên nữa kìa. Bạch mã nghĩa tòng nó bắn. Bạch mã nghĩa tòng. Bắn gì mấy thằng đấy? Ôi, bạch mã nghĩa tòng. Thế này thì mình có quá nhiều lính cung tên. Có thể mình sẽ giảm bớt quân đi, bởi vì bạch mã nghĩa tòng nó bắn tên tởm quá. Ôi. Ôi, bạch mã nghĩa tòng nó bắn được đấy. Ôi, thôi 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 xong. Bọn này nó có test tu đồ rồi, nó không bị Ôi. Bạch mã nghĩa tòng bắn vào đây, bạch mã nghĩa tòng ơi. Đúng rồi, công tôn toản nó rất mạnh về bạch mã nghĩa tòng, tại sao mình không sử dụng nhỉ? Hơi phí đấy. Mình đang tính toán lại xem quân đoàn của nó có bạch mã nghĩa tòng hay không. Ôi dồi ôi. Ôi, bạch mã cái tòng bắn tởm lắm. Rồi, bạch mã cái tòng rồi. Mình có chiến thuật mới rồi. Bọn này nó hit and run được này, nó vừa bắn vừa chạy được ấy. Ôi. Đắt nó sắt ra miếng chứ. Đúng là đắt sắt ra miếng thật. Rồi, bạch mã kia tòng rồi. Lên đây, lên đây. Mình muốn hai thằng tướng này xuống ngựa. Không cần phải... Không tuân toản đâu rồi, xông ra đây. Cái quái gì bắn công tôn toản mất máu nhiều thế? Cứ để chúng nó trên ngựa cũng được, quay thì sẵn. Bọn lính nó chấm Chakabonus cao lắm. Đội bạch mã nghĩa tòng này nó nhiều tên phết nhỉ. Rồi, hit and run. Đúng rồi, bọn này hit and run này. Mình chưa hiểu tại sao hai thằng chúng nó lại mất máu nhỉ? Nhưng mà bọn bạch mã cái tổng này thì nó bắn tởm. Mình thử phát xem cho nó sốc như nào. Đây, nó có đội hình kim cương mà. Ô, bị tháp canh nó bắn. Ok. Không bắn cung nữa.
cận chiến cơ mà. À muốn cận chiến thì phải tắt cung tên của nó đi. Thôi rồi, tạm hiểu. Dù sao thì mình cũng chưa quen lắm với cái đội này. Nó là một dạng biến thể mới. Cái gì đây? Chimorao. Chọn hồi quân này. Chúng ta chiếm được Nhạn Môn. Nhạn Môn. Quân sư này học vào cái này thì mới có đạn lổ. Thôi được rồi, để lên cái nhánh bên này trước đi. Để có cái skill để hỗ trợ cho quân đã. Quân sư khỉ thì mà yếu thế nhỉ. Cộng quân linh cao như này, quan tĩnh là yếu. Bọn này à? Không, sau này nên cho thiên vệ quân luôn. Con lợn này. Con lợn này cũng không dám xông ra. Tưởng mày thế nào? Không dám xông giả. Ồ. Tư Mã Ý. Còn một thằng nữa này, nó đang lò mò đất của mình. Kim Thành. Nó chiếm đất của thằng đệ của mình. Tư Mã Ý đâu, giải quyết thằng này. Vũ Đô. Lên cái này lên để tăng quân đồn trú lên. Rồi, chiếm lốt vùng này nữa. Cứ từ từ. Cứ cho thằng này nó chiếm đi, xong mình lại chiếm lại. Một cách khá là đơn giản để chúng ta... Thống chú mã chú lại, phong vô đơ mã. Rồi rồi, công tôn toàn xuống đây thì bọn này dẹo hết. Rồi. Thế quái nào mà cái thằng Gia Cát Lượng này nó lại đầu quân cho thằng nó không đi theo Lưu Bị mà lại theo Tào Tháo là thế nào nhỉ? Thế mới láo nhỉ. Cứ để mấy thằng chư hầu này nó bị chiến tranh đã, chúng ta sẽ có việc để làm tốt hơn. Lượt sau là hết nông sản này. Lượt sau Khổng Dung hết, thằng này cũng hết này. Hàm Toại. Hoa Dung cũng hết, Sĩ Thiết Kim. Mình xem mình trade được với mấy thằng đệ không thì tốt hơn. Lưu Tông. Tôi đang chia chính lại chủ xã. Lưu Tông. Thằng này nữa. Bạn ơi, hoan nghênh.
không chơi được. Lưu Bị. Trân Xí Xuyên Nhi. Mình vừa chơi được với thằng nào nhỉ? Trân Xí Bây Cảnh Rống Xì. À, Tố à? Chính Jin, Phòng Yêu. Trương Lỗ không phải, Ma Dung thì phải. Đàn nguyện nâng thán chú xế kết quả lại. Mình nhớ mình vừa thấy nó báo cho phép chơi với thằng nào mà đây rồi. Đòi một tí tiền đấy. Cha tội gì? Tôi phương đồng ý. Cha tội gì chúng ta có kinh tế tích tích trữ lương thảo và chúng ta dần dần ôi mình cũng sắp lên ngôi vua rồi, sắp lên hoàng đế rồi. Chủ công chính quản mình chỉ sợ mình lên hoàng đế phát là bây giờ mình cứ tích tiền để tí nữa lên hoàng đế chúng ta sẽ xây nhà xây cửa. Lúc đấy thì không khéo có khi tất cả bạn thành thù thù với bạn mất. Thôi qua lượt đã. À, vây bột hải mình kìa. Nǐ zài zhè suí ràn bù tǎo xǐ, dàn wǒ men bì xù xiú zhàn lǎ. Đông Châu Mẫn. Nǐ gǎn miǎo shì wǒ men. Đông Châu Mẫn ở chỗ quái nào? Mình bây giờ phải duy trì mối quan hệ này cũng không nên hòa bình nhiều, bởi vì hòa bình là chúng ta lại mất điểm với những thằng khác. Mùa đông đến rồi và chúng ta có rất nhiều lương thực và chúng ta bị mất nguồn kinh tế từ việc thu nhập. Bây giờ chúng ta sẽ bán nông sản tiếp. Ít quá nhỉ, tặng nó một. Nǐ de tǒu nǎo hěn qīng xǐ. Khổng Dung này. Miêu. Âm 24 lương thực. Được nhiều tiền. Chi hầu của mình vừa phải lục thuế cho mình lại vừa mình sẽ xem nó chi được tối đa bao nhiêu tiền. Không được. Nhiều lắm. Thế này là được à? Lưu Tông. Lão hữu lại phỏng, thật là hân vui. Nó âm 22 thì chắc mình phải bán cho nó tầm đấy. Để nó khỏi bị âm thực. 13k tiền. Tầm rồi. Cho nó khỏi bị âm thực thôi. Nó chỉ cần thế thôi. Nhỏ nhỏ cử động, có thể ni wo quan xi gèng jia lao gu. Thanh niên này cũng đang âm lương thực à? Tất cả bọn chư hầu của mình nó đang phụ thuộc vào nguồn lương thực của mình. Thằng này âm 18, mình bán cho nó tầm 20 là được rồi. Các lộ chư hầu của mình đang phụ thuộc khá nhiều vào nông sản của mình. Cộng một ít để lấy điểm ngoại giao với nó cũng được. Sự thí chỉ đủ mà trọng sự. Chàng này chắc không có nhiều tiền đâu. Đấy,
Thôi mình tặng cho nó ít lương thực lấy chỗ này đi lại. Rồi. Kinh tế của chúng ta lại đỡ ổn rồi. Nào. Hạ Hầu Uyên. Xì. Cái thằng Tư Mã Ý nó có cái chiêu là chiêu hàng đối thủ rất hay. Mất có 130 quân. Rồi chúng ta đã nối liền lãnh thổ phía dưới này rồi. Vùng này nó thiên về công nghiệp. Hạ Hầu Uyên khá mạnh đấy. Mày chạy đi đâu? An Định, Sóc Phương, Tây Hà, Nhạn Môn. Thằng kia nó đang vây thành của mình à? Không sợ. Bài sinh sư phẫu an hảo. Bù xỉnh. Trên yàng xỉnh bù thông. Sao phải xoắn nó nhỉ? Có điều là lính của mình toàn lính spi. Hồi báo一下. Hồ bù zài đề sư hô đô phá sinh xế sẵn mà. Không sao, chúng ta có tướng thì không sợ. Đã có cả quân thủ thành nữa cơ mà. Đà rần chín lính. Sư chi đà trận. Thủ thành của mình có khá nhiều lính kiếm. Có cả kỵ binh. Chờ xíu công tuân quản xuống rồi. Bạch Mã Nghĩa Tòng rồi. Cứ ơ dạ, vây thằng Viên Hy này phát. Nó có quân đâu. Một lượt nữa. Đá chi vũ khí. Trận này thắng được mày nhỉ? Sao mình không đánh nhỉ? Đánh đây đánh xuống dưới này luôn, đánh nghiệp luôn. Kiếm farmland của nó. Sa. À bọn này nó có pha lăng. Rank trên block cũng khá. À, quân đoàn này sao lại có một cái thằng lính nông dân này? Mình sắp lên Duke Hoàng đế mất rồi. Mùa đông nó bị trừ chị An thôi. Không sao cả. Lý mã chú chi. Mày rắn. Có một đội kỵ binh duy nhất. Kể ra Tư Mã Ý này chơi đội Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng được ấy, nhưng mà ui dồi ôi, đánh nhau trời tuyết rơi. Tại sao? Tư Mã Ý chưa có đạn lửa nha, thế quái nào nhỉ? Skill của Tư Mã Ý như nó chưa học cái nhanh đấy à?
Triệu Vân nào, lên. Ha, con lợn này thích đánh nhau à? Mày thích đánh nhau, Triệu Vân anh cho mày đánh nhau luôn. Nghĩ thế nào mà dám đánh nhau Triệu Vân? Triệu Vân đâu không có skin đánh mà nó toàn skin ôi 900% nó toàn skin hỗ trợ này. Ôi. Skin nó toàn thằng Triệu Vân nó toàn skin hỗ trợ cho bản thân nó thôi. No. Khờ liên chi yu, bị chu zi khờ liên chi khẩu. Nó đi cho kỵ binh vòng ra bên này ăn mình bên này à? Triệu Vân đã thắng. Lên ngựa đi Triệu Vân ơi. Mày thích đấu à? Đấu luôn. Triệu Vân đầu làm hai trận cho anh. Rồi. Bây giờ nó hút vào lính của mình này. Bộ binh của nó thì không sợ lắm. Đi vào, tiếp tục. Tôi biết bạn có thể. Nếu chỉ chỉ bằng 3 lời 2 câu thì có thể miễn trừ đao binh, đao cũng được. Ra đây. Sổ, Triệu Vân hạ lốt thằng thứ hai rồi. Mày dám đú Triệu Vân. Hai thằng tướng của nó xuống đất rồi. Triệu Vân rồi, lên ngựa. Lên ngựa đi Triệu Vân. Rồi, xử lốt thằng quân sư nó cho anh. Kinh nhỉ, bọn này quánh. Triệu Vân đỏ ấy. Ủa, Triệu Vân máu vẫn trâu lắm anh em. Vãi là Triệu Vân luôn. Được cái binh của mình đứng ở chỗ này thì hơi phí nhỉ. Một mình Triệu Vân nó ăn hết cả đám này kìa. Oh. Đây mới là chiến thần chứ. Ở đâu? Chiến thần là đây chứ đâu. Kinh quá, một mình Triệu Vân nó ăn cả đám này luôn.
军士兵正在溃逃，做好准备。别打过字了，将。剑士听命，警军，做好准备。做好准备。仓皇逃窜，买武器兵của anh à? À, thiết lập đội hình này đi. Thắng kiện chuẩn bị, chuẩn bị phá kiện. Một mình Triệu Vân nó cần tin 100%. Đúng là không cần phải quá nhiều tên cung thủ đâu. Ý chàng đã bị tôi chém chết rồi. Triệu Vân rồi, về đây. Cày bọn này đi. Quay cho nó lại, đập chết luôn. Lì phết nhở, tướng chạy hết rồi mà đánh nhau vẫn lì đấy. Để Triệu Vân về đây ạ. Triệu Vân né tránh của nó cao quá. Một mình cân hai tướng rồi mà vẫn còn bao nhiêu cân tướng này. Nói rồi mà vẫn còn đầy máu này. Úi dồi ôi, tả xung ngũ đột. Chỉ có thể là Triệu Vân. Thằng nào mà ăn được Triệu Vân thì cũng còn là cả một vấn đề ấy. Dám solo Triệu Vân của mình. Tư vị xuyên chế, thì có bị chi phong mang. Bạn bè với lão bố. Lô Thực 51 tuổi rồi thì à, nó có cái món đồ ngon này, khử. Vũ Phi Yu Sa Zhi, là đao binh chi tội. Đối thủ với Điền Giai. Khử. Họ chết cái thông khoái. Khử hết. Y vọng vô tiền. Trị hình thiên hạ. Ấy, có món đồ ngon này. Chuyên môn nó cao vãi lúa luôn. Đấy, cái skill này phải cho thằng quân sư của Công Tôn Toản. Còn cái đấy là cho thằng Tư Mã Ý. Lần sau trang bị cho Tư Mã Ý món này nữa. Bộ.
Hạ Hầu Uyên. Trung将且于堂前，含笑欢迎。正在行进，淹没敌军。咱们要被害侯渊。mình còn thiếu cái công nghệ này, buộc phải lâng lên đã thì bắt đầu mới có lính xịn cho có lính xịn được. Xin hạ mệnh lệnh. Nó vẫn vây cái thành này của mình. Đánh thì không dám đánh, vây. Nhan Lương. Đánh thành kia như thế. Mày chết. Tôi đợi tâm hoài trung trân mới có thắng lợi. Hiện tại hãy cùng chinh chiến hợp đi. Hiện tại đây thuộc về quân của tôi. Thế sự đi hướng mê lộ. Thế này thuận theo thiên ý. Oh, Yang Yang đại quốc. Chúng ta chính thức lên ngôi hoàng đế rồi à? Chiến loạn sự. Từng kinh đế chư hầu, như kim, cơ hoài quỷ thai. Cựu sự đã vong, thiên đạo luân hồi. Chí sử đã trung. Thiên hạ chi sự. Xuân xí vạn biến. Phần liên đế, phần hoàng đế mới từ liên minh sẽ rời để thành lập một liên minh với bất kỳ thành viên nào chấp nhận. Chúng ta thành hoàng đế rồi. Vãi cả lúa. Người thách thức cây vàng. Quan Chu, người thách thức cây vàng, Quan Hán. Tam quốc rồi. Hán đế bù nhìn. Chu à Hán. Có một vị chư hầu chưng đế. Chu và Hán à. Chính xác là Lưu Bị và Tôn Kiên rồi, chúng ta phải tiêu diệt thằng thế là Tào Tháo thì không. Nhi rốt bố tại sói hoàng, bố đằng sang hữu đà thán. Vậy chúng ta sẽ tóm thằng Tào Tháo trước đã. Bây giờ thì lịch sử thay đổi rất nhiều rồi. Nguy hiểm quá nhỉ. Hôm nay chúng ta hào hào thán thán. Chúng ta bây giờ phải bắt đầu hình thành liên minh. Na jiu kuai dian ba. Lên ngôi hoàng đế rồi, bây giờ là nguy hiểm rồi. Đây rồi, nó có bọn thiên vệ kim này rồi, thiên vệ binh rồi. Mình băn khoăn không biết nên dùng bọn này hay bọn này. Bọn này thì nó chất hơn, nhưng mà nó cũng đắt hơn. Nhưng mà quân đoàn của Mặc Định nó đổi được sang lính này à? Cái lính cung này thấy anh em bảo bắn tởm lắm mà. 1000 đam nổ kìa. Nhưng mà bọn này tầm bắn nó lại hơi ngắn, 150. Yu ping thiên xia, bi xu xin ru tie shi. Na qi wu xi.
Lên đến hoàng đế rồi thì chả có cái ngại gì mà không nâng cấp đốt mấy cái công trình này lên cả. Chúng ta giữ là để khỏi phải lên hoàng đế, chứ còn một khi đã lên đến hoàng đế rồi thì nâng luôn. Sao phải ngại vết bẩn? Cái công trình củ khi này nghiệp. Nó cộng cái này nhiều quá. Mình chưa lên được cấp 4 mà. Cái này là top public order. Tây Hà. Bà mẫu sư gọi lại. Mình chỉ sợ nhất là mấy thằng chư hầu của mình bây giờ mà nó nổi lên là mới là đau đầu ấy. À, và quan trọng nhất là thằng Lưu Bị ở dưới này này. Chi tiết kim. Nó ở xa mình không vội. Thằng Lưu Bị nó sắp chuẩn bị lại chiến tranh với mình rồi. Thằng này à, Hữu Bắc Bình, ba quận. Cho thằng này đi do thám thằng Lưu Bị này á. Xem tình hình chúng nó như nào. Bây giờ lãnh thổ của mình cũng giáp với thằng Lưu Bị rồi. Nhưng tất nhiên nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ là cũng phải nâng cấp cái thành này lên đã. Xong đầu xây công trình phòng thủ. Đánh chiếm Farmland này nữa. Là chúng ta kiểm soát được khu vực này thì có dư trữ lương thực. Tình hình bây giờ cũng không đơn giản đâu nhỉ. Chúng ta lên làm hoàng đế rồi. Bây giờ thiếu chức. Cho thằng này lên làm. Mình giết nhiều tướng quá rồi. Hành sự cẩn thận, có xưng cơ mật. Xin tôi cầu ngài một nhân tình. Thằng Lưu Bị này nó muốn mua cái món này à?
下成人之美，我刚thiết lập một cái mối quan hệ nó thân thiết với cái thằng Lưu Bị. Dù sao thì mình cũng khá vẫn thân với mấy thằng kia, mình vẫn chưa dám đánh ở Trường An. Trường An. Sĩ Thuyết Kim. Sĩ Thuyết Kim là chiến tranh với Lô Thực bị chết mất rồi. Phỉ Thật. Vẫn phải duy trì một cái lượng tiền đủ để sống đã. Vây gia hải nội, loạn sự suy định. Cứ lâng cái này lên để còn phòng thủ. Chu trung sự rị, kim rị sử quy. Tấn công Kim Thành. Không chắc mình phải để quân đây chứ nhỉ? Lãnh thổ của mình thì đây rồi. Chúng ta có đội lính đời cuối đó của lính tím rồi. Lính đời cuối của lính tím có rồi. Xin rú trí sử, chi dư sần nhịn. Sán. Đắt thế mà phải chơi, vì đây là những quân đoàn chủ lực của mình. Sao bọn này giáp thấp thế? Giáp có 7% này. Bọn này yếu vãi luôn ấy. Được cái đam to. Giáp rất cùi. Kháng tên tốt. Chơi thiên vệ quân này thì tốn, nhưng mà chất đúng không? Cái này thực ra cũng không nhất thiết cứ phải là một quân tím thì chơi lính tím đâu. 26 giáp này. Giáp chuyển hết lính màu xanh này, khi cần nó có thể chơi phòng thủ vật lý được. Bọn này nó cũng có
đội hình chống giáp bọn bọn lính tím yếu quá. Bọn này giáp nó còn khá hơn. Thật chứ, bọn này thấy còn chất hơn mà. Thằng Triệu Vân này thì mình thấy skill của nó, nó hỗ trợ cho cái gì. Thằng Triệu Vân này thì chủ yếu skill của nó không hỗ trợ cho lính. Nó không hỗ trợ nhiều cho lính mà nó hỗ trợ cho... nó thế nào nhỉ? Nó hỗ trợ cho bản thân nó thì nhiều hơn. Nó chỉ hỗ trợ cho bản thân nó thì nhiều hơn. Có lẽ mình cứ dùng nhiều cái lính màu xanh thôi. Khi cần chúng ta có thể lập đội hình pha lăng phòng thủ cũng được. Cái này yếu cún giáp bọn này nó còn trâu như này đấy. Rồi nó vây anh à, vây đi quân mình hồi đây rồi, đây rồi. Sao không tôn toàn chạy bước dài nữa. Thay đổi chiến thuật mới và kiệt là chúng ta sẽ kinh tế mình có khá ở hơn thì mới đánh được. Bây giờ tình hình lượt tiếp theo mình mới đang lo đấy. Để xem mấy thằng. Tú xạ thế lại, có hề yếu sự xung tán. Về lý thuyết thì thằng Lưu Bị nó vẫn đang khá thân với mình, nhưng mà sớm hay muộn chắc cũng có chiến tranh mất. Ai bảo chúng ta lên ngôi hoàng đế rút rồi. Quân đoàn của công tôn Sĩ Thiết Kim nó hòa bình. Đảm bảo quyền tự chủ. Và chi cho nó ít lương thực. Đấy. Rất là tuyệt. Cho nó có quyền tự chủ, chúng ta chỉ mất có 20 mấy lương thực thôi. Giao thương nữa. Chưa giao thương được à? Vậy cho nó cái quyền tự chủ. Thêm một ít lương thực nữa, lấy điểm ngoại giao cho nó. Chúng ta sẽ có thêm những chư hầu mới. Tuyệt vời, Sĩ Thiết Kim. Việt Nam đã trở thành chư hầu của chúng ta rồi. Rồi, ok. Đâu rồi? Sĩ Thiết Kim ở dưới Nam này đúng không? Rất tuyệt vời, chúng ta lại giáp với Lưu Bị ở dưới này. Chúng ta sẽ có một thế trận cực kỳ tuyệt vời.
Sĩ Thiết Kim đây rồi. Úc Lâm. Nó đóng đô ở ở Giao Chỉ cơ. Ngoại giao đúng là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Mình sẽ thâu tóm hết các cái lộ chư hầu để cuối cùng một trận chiến với Đông Mẫn Châu là thằng ở đây gì? Kệ nó. Hán Trung. Xong cho thằng này chiếm luôn nhỉ? Nó chỉ có một cái thành ở Hán Trung này này. Là chúng ta sẽ giáp với Lưu Bị đấy. Đông Mẫn Châu. Na jiu kuai dian ba. Cứ để chúng nó thì nó sẽ là một cái đối trọng cho mình. Mình cũng thích như thế. Chưa phải lúc để tiêu diệt tất cả. Thành Vũ Đô này có cái lực lượng phòng thủ cũng tốt mà. Đang băn khoăn này, chưa biết lên triển khai quân kiểu gì đấy. Chiến thuật mới. Quân đoàn của Công Tôn Toản sẽ chuyển sang sử dụng Thiên Vệ quân à? Nếu thế thì đắt lắm. Đắt lắm. Chúng ta cứ bình định cái vùng phương Bắc này đã. Quốc đã quay lại. Bài sinh sẽ phải an hảo. Lý mã hành động. Ý y đại lão. Trinh hậu đí quân. Chiếm Phạm Lan. Nghiệp. Hạ cấp. Lượt sau chiếm nốt nghiệp nữa là chúng ta cũng có thể mạnh rồi. Cái gì thì cái chứ quân đoàn của Công Tôn Toản phải có Bạch Mã Nghĩa Tòng. Rất là tuyệt các đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mình có thể nâng cấp các thành này nhiều lắm mà. Nâng cấp thành thì bây giờ chúng ta chưa đủ thực. Cái lên thực chứ đó. Sóc Phương. Sóc Phương sao chị An tụt ác này. Sóc Phương nó không có, nó có cảng cá cơ. Thái Nguyên. Trung Sơn. Ung Châu. Tây Hà. Duy trì kinh tế này nữa. Cứ tiêu diệt lốt thằng Viên Thiệu này đã. Rồi à, chúng ta sẽ tính. Ấy, Đông Quận thằng này chiếm rồi. Tào Tháo đang bị đánh quay tứ phía. Quan trọng nhất là mình lại có thêm một thằng đệ tử là Sĩ Thiết Kim ở dưới Nam này. Nhưng mà mình chỉ sợ là mình không duy trì được bởi vì Lưu Bị sắp đánh nhau với mình mất. Và lúc đấy thì quân đoàn của mình sẽ phải được bổ sung thêm một quân đoàn ở đây nữa.
Có duy nhất một đội kỵ binh dám đánh nhau với mình. Thằng này nó bị ngáo à? Nó bị ngáo hay sao? Mình có bạch mã nghĩa tòng của này. Quân đội của quân Tôn Toản sẽ phải có thiên vệ binh và bạch mã nghĩa tòng. Là những đơn vị quân nó gắn liền với... Cái bọn lính màu xanh thì nó thiên về phòng, nếu mà nó phòng thủ trong kiểu phòng thủ thành hoặc là phòng thủ theo kiểu doanh trại thì thực sự là rất khó ăn ở chúng nó. Nghĩa là chúng đối phương không thể tấn công nó từ đằng sau lưng được ấy, thì nó không khác gì Pike pha lăng trong Rome 2. Lính tím thì mạnh về sát đánh, về kỹ năng chiến đấu, nhưng mà giáp lại hơi củi. Lính màu đỏ đam to. Ai dè. Chỉ những cái đơn vị mạnh thì mình sẽ dùng cái lính này thôi, còn về các đơn vị không phải là tướng huyền thoại chắc mình sẽ vẫn chỉ giữ các đội quân bình thường thôi. Lâng lên các đội quân mạnh quá thì chúng ta lại không có điều kiện kinh tế để nuôi. Quân tiếp viện của chúng nó vào từ đằng sau mình, và quân tiếp viện của mình thì vào từ đằng sau nó à? Nói gì nói, mình cứ đứng ở đây. À, nó phòng thủ từ tất cả các hướng cơ mà. Mã nghĩa tòng. Cái đội quân tiếp viện này sẽ có nhiệm vụ đánh cái bọn đánh ra cái chỗ quang quang thì em ơi. Trời, để còn sương mù thế này nữa, khổ tôi không. Kìa, cánh quân của mình ở trên kia kìa.
những trận đánh lớn thế này nó mới thực sự là ôi ồ. Chúng nó không có nhiều kỵ binh lắm. Ôi ồ. À đây quân địch đây này. Quân địch ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta cứ phải di chuyển quân ra cái chỗ nó quang đãng một tí, đừng có thu đòn mà đi vào cái chỗ rừng rậm. Ai ra đây. Ơ nhầm. Nhầm, đội này chứ. Đây rồi, bình tĩnh. Đội tướng này của mình đứng đây. Nó đang dàn quân ra đây này. Đội hình của nó... Chúng ta cho kỵ binh vào đây đã. Cung thủ đến đây. Pháo sắp lã rồi. À, tại sao mình không cho bạch mã cái tổng phía bên này tấn công phía bên này cho nó nhỉ? Con tuyết viện của nó bên kia đã tới đâu? Đội bạch mã nghĩa tòng đâu rồi? Ra đây yểm trợ bọn này. Tiến lên, cứ từ từ mà lên. Tiến nhanh lên, hợp nhất hai đạo quân này lại. Đừng xin, đây là địch nhân 设 下的 圈套. À, đang bị bạch mã nghĩa tòng nó bắn rồi này. Đang bị bạch mã nghĩa tòng nó bắn. Lã đạn vào đây. Úi dồi ôi. Trận chiến này căng quá. Không sao. Trương Yên với Lê Thạch à? Có lên đấu không nhỉ? Nhìn thức thú bí, vô đăng yên yên phụ. Đấu đây. Rồi đội bạch mã nghĩa tổng của mình nó đang cấu rỉa chỗ đằng kia tốt thế. Đi chung sư sân ở thổ, đạo địa sư vô đăng sủ bê. Tả Ti thượng bát và viên thượng. Từ đó tớ chưa nhìn thấy cái gì để tớ xem đấy. Ngươi đã giết bao nhiêu người? Tôi nghĩ còn chưa đủ đâu.
哦，真是有趣，有趣。văn xú nhan lương kìa. Phòng trận có nạn, đang phải giao số văn xú và nhan lương kìa. Từ từ rút ra. Rồi là hết đám cung rồi. Nó hết đám cung rồi. Bộ binh của nó thì cứ nhập vào. Cố lắm, cố lên anh em. Ai già, cánh bên này xông vào đây. Xông vào đây. Trời ơi. Tả tì thượng bắt. Ôi, mình điều khiển quân kiểu này thì mất quá. Nhan lương à? Cánh bên này chúng nó nát rồi. Mình đập lốt đi. Ok à, cung này của mình làm sao đây? Mấy thằng cung của nó không thấm. Trương Yên đã thắng, tốt lắm Trương Yên. Giải quyết cánh bên này. Lại rút ra cho anh. No. Hai tướng này. Đập tướng nó cho anh. Bạch mã cái tổng. Bạch mã cái tổng. Trương Yên đâu rồi? Quẩy bọn này luôn. Ok, Trương Yên lên ngựa, lên ngựa đó. Trời ơi, đánh nhau nhiều chỗ quá, mình loạn hết cả đội hình luôn rồi. Cánh bên này vẫn giữ được à? Đâu rồi? Bắt đầu. Bạch mã cái tổng bây giờ bắt đầu mới ra tay. Sư của mình. Ủa, thủ rắn phết đấy chứ. Đây rồi. Bị tướng nó quay này. Bạch mã nghĩa tòng đâu rồi? Ủa, bạch mã nghĩa tòng này khỏe lắm. Còn cánh bên này. Cánh bên này sao? Ôi giời ơi. Sốc thẳng mặt luôn, sợ mẹ rồi nó. Nó chịu được mấy ngả lắm rồi. Trương Yên rồi. Thằng tướng đỏ này mình đâu nhỉ? Xông vào đây, đập chúng nó luôn. Giải quyết nhanh bọn này đã. Rồi lại xông ra đây. Ô
không tốn toàn đâu rồi. Giết thằng này cho anh. Không tốn toàn xuống đây đánh lính làm gì. Lính của mình rồi, cánh bên này ra đây yểm trợ đây. Đâu rồi? Bạch mã nghĩa tòng đâu? Chỗ này là hơi đông bộ binh. Quân sư đâu vào yểm trợ? Được ít nào ăn, ăn ít đấy. Hay quá, đội bạch mã nghĩa tòng. Ôi. Cho ba tướng này lên đây ạ. Trên này nó toàn quân thôi. Đồng quá khó điều khiển thật. Rồi. Đội số 6 rồi, lên đây. Tả tì được mắt của mình rồi. Chạy. Chạy được. Rồi, chúng nó chạy hết rồi. Đánh kiểu này điều khiển mỏi tay. Tả tì thượng bát của mình đã bị thương, đấu tay đôi với nó mới thua chứ. Nếu mà chứng tỏ là tướng màu tím gọi là chuyên để đi đua, nó mới hay. Né nó rất cao. Trong một quân đoàn nếu không có quân sư thì sẽ đánh như thế nào nhỉ? Không cần xe bắn đá. Đội bạch mã nghĩa tòng bắn cũng đánh được. Các bạn phải điều khiển hai chỗ cùng lúc mệt thật. Kiên định ý chí, không động摇. Đông Bội Thiện. Ôi dồi ôi, được con ngựa đẹp thế. Mình cũng đâu có bắt được nó đâu. 6-7 tuổi rồi, bây giờ mình bắt nó thì nó sớm muộn nó cũng già chết. Bạn với mỗi Lê Thạch mà nó kẻ thù với tất cả bạn bè của mình. Đồng Diêm Long này không có gì mạnh. Giết không tha. Mình được con ngựa đẹp lắm. Giết bọn này lấy đồ, tội gì. Cái con Đông Châu Mẫn kia nó định chiếm thành của mình à? À, chúng ta có con ngựa xịn. Ấy, con ngựa này
bản năng. Ôi con ngựa này mà cho Triệu Tử Long thì thôi, xong phim. Miếng chủ与民同乐. Cho thằng này đi, nó không có con ngựa nào ngon cả. Đây, con ngựa này. Tốt thế nhỉ. Ôi mình có những con ngựa tăng đam này. Xung hoài trung trợ. Xin sinh trước tiền, bị trừ cứu vụ. Mạnh đấy. Vũ bình thiên hạ, bị sư xin như thiết sắt. Con này là gì? Yellow Horse Thunder. Ơ, ngựa này ngựa gì mà mạnh thế? Được. Nó có cây thương này nữa đây. Đồ của thằng này ngon vãi tả tì thượng bát này, đồ ngon vãi chưởng. Bắt thành Nhan Lương, diệt thành Nhan Lương này thôi. Có cây kích ngon phết này. Cây kích của nó ngon phết đấy. Chiếm vùng này kiếm lương thực chơi. Chiếm vùng này kiếm lương thực chơi. Phá đi xây công trình khác. Xây công trình phòng thủ lên nữa. Công tôn cổ để lên cấp à? Nó cộng vào màu tím cũng được. Nói chung cái màu tím này thì nó tăng nhiều thứ mà. Màu vàng tiếp này. Vào đây nữa. Màu đỏ. Màu vàng. Ừ, có lẽ học cái nhánh bên trên này ổn. Bởi vì màu đỏ thì nó cũng có thể đánh nhau được. Nói chung cái tướng cận chiến này thì không nên cao tăng vào mưu trí thôi. Còn những cái khác thì mình cũng có thể tăng lên được. Xem đám con cháu của chúng ta nó có thằng nào còn hai thằng nó chưa có công an việc làm. Công Tôn Kỳ chưa. Công Tôn Trinh. Đấy. Có thể chúng ta sẽ thành lập một quân đoàn của ba anh em nhà nó đây. Tư Đạn, level 4, 60 tuổi rồi. Khá mạnh nhưng mà 60 tuổi rồi thì... Bạch mã nghĩa tổng. Được đấy. Sĩ thiết kim. Chúng ta có một thằng chưa, có em chư hầu quá mạnh ở dưới Bắc này. Giao chỉ, thủ đô của sĩ thiết kim là giao chỉ. Ồ, giáp với nhà Hán. Chúng ta tiêu diệt xong mà. Đầu tiên chúng ta phải khử Tào Tháo trước đúng không?
Lưu Bị. Cái bên này là cái con gì đây? Nó định đi móc quân mình đấy. À. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xí. Không được. Đông Châu Mẫn. Tuân mệnh. Bây giờ phải lên cái nhánh màu đỏ này để có cái đội kỵ binh đời cuối này. Đâu nhỉ? Đây. Lên cái đội kỵ binh đời cuối á. Lúc đấy thì à, chúng nó chỉ có khóc. Lên thực trước, lên thực. Lên thực trước. Nếu mà mình chiếm được thêm cái vùng mà đông này thì à, chúng ta sẽ có thể phòng thủ. Đây này, Hán Trung này. Mình sẽ chặn được thằng Lưu Bị nó tiến lên đây. Hành sự cẩn thận, có thể xưng là mưu mị. Quay đi. Trở lui mới là minh trí chi cử. Nó cắm trại đây à? Hành bất thông. Sự như khoáng lan. Đang tại hành tiến. Nguyên đị hậu mệnh. Căng nhỉ. Bắt đầu cái từ từ. Kinh lương thực của mình chưa nhiều để mình nâng cấp thành. Mình cần thêm lương thực đã. Mình cần thêm lương thực. Lý cầu sang tiến, công minh trấn thiên. Qua cái lượt này đi xem tình hình tiếp theo nó thế nào. Chạy à? Thằng Gia Cát Lượng. Chống lại Viên Hy. Khổng Dung đề nghị hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến chống lại Viên Hy. À tốt. Dù xa thái trị,与我暗合. À, con lợn nó ăn bút mình kìa. Tuyên chiến giữa Dục Mẫn Hương và sáu mươi tuổi, trẻ hơn một tí thì mình đã dùng. Thằng con không hợp với thằng bố, vãi cả lúa. Không hợp với Tư Mã Ý. Sao à? Kiên trì bất xi. Chống à. Khơ sở trí tử. Tiến chi. Mình di chuyển ra đây chủ yếu để hồi thêm quân đã. Tuyến này xong rồi. Thần sinh thái độ rung với một thể. Bình Nguyên City. Nó là thành à? Thành thì mình phải chiếm, không thể để cho chư hầu được.
Thái Nguyên, Liêu Tây. Hữu Bắc Bình. An Bình. Đại Quận. Thế thôi, phải tích tiền dần. Bây giờ vấn đề ngoại giao nữa. Con lợn này. Thằng Lưu Bị nó bắt đầu không ưa mình lắm rồi. Tào Tháo rất nghèo. Tào Tháo rất nghèo à? Đan nguyện nâng thán chú xế kết quả lại. Sau là hết hết giao thương. Đế lại vô ứng à. Cấp cho nó ít lương thực. Hợp bào chi mộ, sinh ở hào mộ. Ma dung. Quân đoàn này của Tư Mã Ý chắc là chưa đủ sức ăn được cả. Nâng cấp quân đoàn này lên thì mình lại thấy nó không ổn lắm. Tiền nó chưa có để mà lâng. Nó đang phục kích mình chỗ này. Rồi. Nhưng rất tiếc là mình không có lính cung. Nó phục kích thì cũng chả làm gì cả. Và nó không có nhiều kỵ binh. Mình biết nó phục kích nhưng mà mình vẫn phải đánh. Nó đang phục kích mình. Nó đang phục kích mình. Nó phục kích mình. Nó đang phục kích mình. 我深觉来者不善。我等今日荣光，可留名于子孙后代。Tống Kim Bình là hoàng hậu đấy. Tống Kim Đình. Đừng đùa với hoàng hậu của anh. Riêng Hạ Hầu Uyên này không phải ngán thằng nào. Mà mạnh nhất, nếu mà đua mạnh nhất vẫn cứ là thằng Triệu Tử Long nhỉ. Nó một mình nó solo nó ăn mấy thằng tướng của nó được, đối phương được.
Quân đoàn của sao chưa đánh nhau? À đây rồi, đây rồi. Cung của nó à? Đám kỵ binh của mình đâu rồi? Lùa chết mấy cung nó chay. Giết mấy thằng tướng đó. Ôi chạy luôn cả. Ai xả kinh quá nhỉ, trận phục kích được ấy. Cứ để cho nó đánh, xem đánh được bao lâu. Xem cho nó đánh được bao lâu. Ha, 敌军士兵正在溃逃。 Giết tướng nó cho anh. Sao? Chuẩn bị就绪. Cảm thụ đại địa cái phẫn nộ đi. Chuẩn bị xong rồi. Chỉ chỉ một chi. Nhanh quay giúp vị. Chiến trận. Chiến Long quân. Tập hợp. Long Quang Chi Long. Gớm nhỉ. Xong chưa? Giết bọn này. Quay anh hơi ác đấy. Cứ giết hết mấy thằng tướng của nó đã. Quân sư mình đâu ấy? Chui vào cái vòng này cho anh. Kẻo chết đấy. Một thằng tướng của nó dẻo. Cứ giết tướng của nó đã. Tiếp đến là thằng quân sư đấy đi. Thiên giả bù lưu. Thế thôi à. Ra đây. Đến đây. Đây. Rút ra. Vâng ra đây. Nhi 需要帮手，有趣啊！你又能鼓唇弄舌，又懂战场厮杀。 Sao rồi? Chướng tướng mình ăn chết tướng nó rồi. Tiếp một thằng nữa. Giết lốt thằng tướng này. Đi văn điển, tướng nó đi văn điển. Bọn này nó bắn tên được mà. Kỵ binh của mình vẫn còn trâu và lúa, vãi lúa. Thiên giả bù lưu.
không? Viết ra đây cho anh. Quân sư mình sao lại chạy? Quân sư mình có lệnh để đánh nhau đâu. Lát cho con, tưởng ăn anh ở dưới à? Chạy hết rồi. Nó định là mình khả năng mình chiếm nước cái thành của bọn con này để xử lý gọn đấy. Tướng của nó vẫn còn sống cả. Một đao nữa xem chết chưa. Chỉ sử ý kiến, bá kiếm sát địch. Chuẩn bị khai trận. Chuẩn bị khai trận. Sát quang địch quân. Xong. Mày áo này, phục kích anh này. Đây là quân đoàn chủ lực của nó. Cái đội lính như này nó có cả cung tên. Tuy nó không phải lính đời cuối nhưng mà nó cũng được. Nhưng mà nếu mà đánh thì chắc bọn thiên vệ quân nó mạnh hơn. Pháo nó không chạy được. Kinh, đội kỵ binh của mình càng tốt hết. Sau này lên cái đội kỵ binh để cuối đánh chút. Bởi vì phe của mình nên nó hỗ trợ giáp cho kỵ binh. Xong. Khỏi phải nhiễu. Quả quân như có thiên trụ, khí yên đại sư. Xui vô lại. 沟通有误，打起精神来。这样行不通。这点论他来。平息战乱。身处乱世，必须勇猛无畏。 坚定不移。对啊，那còn mỗi bình nguyên thôi. Nó còn mỗi bình nguyên thôi. 多 tiếp tiền nhưng mà nó.Ai quá lượt đấy. Chạy à? Bố chỉ nâng rẩn là. Thiên hạ đại kế, tại此一举.
Tào Tháo bị chiến tranh ở khắp các mặt trận. Làm sao bắt được cái thằng Gia Cát Lượng kia nhỉ? Thằng Gia Cát Lạng này. Ok, chạy về á. Ai cho mày chạy? Thì mình sẽ chiếm Hán Trung, để nó làm cái vùng đệm, cái thành ở chỗ đấy thì thằng Lưu Bị sẽ khó tiến vào đất của mình hơn. Mày định chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Cho nó hết thành luôn. Có đội bạch mã nghĩa tổng. Chiếm được Bình Nguyên. Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đâu? Không tới nhỉ? Ông quân nó bị thương mà. Khẳng định loạn sự, bản quân có hề tình báo, xu xu chẳng lại. Sao thằng này lại... Con này tự dưng lại không hợp với. Không hợp à? Không hợp thì để anh xem có tướng lĩnh nào chuẩn bị. Thằng đấy là thằng Sử Hoán phải không? Thằng chú mã chú lại. Kể ơ, nó không hợp thì đánh nhau mãi nó cũng phải hợp. Ăn được nhỉ. Có mỗi một đội kỵ binh củi. Lùa chết bầm như này sợ. Ăn được mà, nó toàn còn tàn quân mà. Hết đường chạy rồi. Mùa đông rồi. Xem có xuất khẩu nông sản hay không. Na jiu zhe me ban ba. Hàn toại. Đã có tí tiền rồi. Vẫn phải nhập khẩu nông sản mình. Bọn này chắc phải cho nó thanh toán ngay. Đông Châu Mẫn này nó ở đâu đó chỗ này. Đây à? Làm ăn với mấy thằng đệ thôi. Na jiu kuai dian ba. Hoàng Tú. Có hoa khoai số. Trương Lỗ Hoa Dung. Cho nó tí thực thì lấy tí tiền. Các lộ quân của mình. Xí xin chế yu. Đại sứ ẩn phá.
con này sao ya? Điện nhân chí tình, công kích địch quân, hiện thị một xạ của mình chí tình. Không tha được. Ván phục kích mình. Xong. Bài sơ yên xí, hoan hú chinh chu ba. Hảo bình loạn giặc, trừng chinh tứ hải. Đồng Châu Mẫn nhiếp chính. Quay đi. Hướng thế nhân tuyên cáo, vô quân đại nghiệp. Chờ hồi quân phát đánh vào cái thành này của nó, chiếm Hán Trung. Hàn Toại. Sân sư sú lư. Lăng tĩnh trấn trụ. Sau sự休息, hướng tiến tiến quân, mỗi bước đều. Nếu mà định chuyển đổi quân đội thì mình phải từ từ. Bảo vệ hiểm địa. Đắt quá nhỉ. Nhưng nếu có bọn này thì thiên vệ quân này đàn nó rất to. Phí nuôi thực ra nó cũng khá đắt hơn là kia 50 đồng thôi mà. Ai chà. Đây sẽ là một cái quân đoàn khủng bố nhất hành tinh. Đây, lên cái lính này là hay nhất. Thủ châu vãi lúa luôn. Không đắt lắm, 225. Thông chú mã chú lại, phong vô đâm. Chủ công trao. Giang xin bù thông. Chớ ẩn bù chơi. Để xem lượt tiếp theo đánh kiểu gì đấy. Xin rú trí sử, chi dự sân nhiên. Cái mùa đông giá rét này sẽ qua đi đến bao giờ? Tôi phòng ghi xong rồi. Quan trọng nhất là cuộc chiến với Tào Tháo. Bây giờ mình chỉ cần chiếm những cái thành to thôi. Hàn Toại, Hàn Hâm. Hàn Toại và Hàn Hâm. Xin xế lị.
准备宿营，廉洁奉公。本郡有何情报，速速呈来。quân đoàn này đã đủ ăn rồi, không cần phải dùng. Úi dồi, Bắc Bình Vương công Tôn Toản. Sang trận sát địch, pin sử một trận. Mục tiêu chỉ có một cái, lộ trình minh xí, cương cường bất khuất. À, trung bình là giải quyết nhanh đi. Giải quyết nhanh, hai bố con nhà công Tôn Toản đánh trận này. Tổn thất nhiều hết nhỉ. Chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ là tiêu diệt cái phe này rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì? Giết thằng này, nó chưa hết quân đâu. Đây, nó có thằng này này. Xuống nước Bình Nguyên à? Cái công trình này nó tăng cái gì? Công trình này tăng... chất vãi lúa. Thiên vệ quân. Tào Tháo à? Tào Tháo đang bị quay từ tất cả các hướng. Thôi cứ để mặc cái thằng Tào Tháo chỗ này với đám đệ của mình. Mình sẽ xử lý thằng Lưu Bị trước. Tuân mệnh, thảo bình loạn giặc, trừng chính tứ hải. Chuẩn bị phục kích. Hành sự cẩn thận, khả chứng kế. Đang tại hành tiến. Thằng này đánh đi, anh yểm trợ cho. Nó rút quân đi rồi. Kim Thành là đất của mày này. Cho mày chiếm vùng này. Chúng ta phải thống nhất thiên hạ. Không hợp với Triệu Vân và công Tôn Toản đâu. Không hợp với Tư Mã Ý. Không có nhiều tướng mới nhỉ. Không có đồ gì ngon. Quan trọng nhất là phải có đồ ngon. Ây da, nâng cấp thành à?
Bột hải, dám vây bột hải mình. Giảm tham nhũng nhiều, tiền nhiều mà tham nhũng cao thì cũng chết. Chúng ta đã bình định xong toàn bộ phương Bắc rồi, để đợi xem các mùa tiếp theo tình hình thế nào. Thằng lợn kia nó cứ chạy như tinh nhỉ. Lưu Tông tuyên bố độc nhập. Khổng Dung Thái Mạo được. Thằng Lưu Tông nó độc lập à? Nó độc lập thì có lẽ mình sẽ phải mất lại mất mấy tiền rồi. À, cái chính là bây giờ mình phải hòa bình được với nó nữa cơ. Tự dưng, à nó mạnh quá là nó sẽ tuyên bố độc lập. Yêu cầu hỗ trợ trước Hoa Dung. Khổng Dung này, tình hình bây giờ thay đổi rất nhiều. Cái thằng Lưu Tông này phải đàm phán hòa bình nó. Nó lại chiến tranh với mình. Bỏ, nhưng mà nó tít tận dưới này thì mình cũng sợ lắm. Thôi cả thế giới lại thay đổi, Lưu Tông lại quyết định đánh nhau với mình, không sao. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.